Kính chào quý vị khán thính giả. Đây là phần thứ hai trong loạt bài về đoàn kết dân tộc của Thiếu Lâm Texas, một tác giả tự diễn biến hai lần để trở về với chính nghĩa. Trong kỳ trước, chúng tôi đã đọc một số trích đoạn của những người ở phía thua cuộc như giáo sư Noam Chomsky, giáo sư Trần Trung Ngọc, Nguyễn Mạnh Quang, tiến sĩ Hoàng Nguyên Nhuận, ký giả Wilfred Burchett, George Dunkel. Trong phần này chúng tôi trích dẫn tiếp theo những đoạn của tác giả khá nổi tiếng bên phía thua cuộc nữa, đó là tiến sĩ Daniel Ellsberg, giáo sư Mortimer Cohen, chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, cựu phi công Lý Tống, tác giả Michael McClear, cựu phó tổng thống Ngụy Quyền Nguyễn Cao Kỳ, cựu sĩ quan Trần Viết Đại Hưng, cựu phó thủ tướng Đỗ Mậu, cựu sĩ quan Đặng Văn Nhâm, Trần Văn Đôn, tác giả James Stock Olson, tác giả Michael Bibby, nhà xuất bản Barnes & Noble, tác giả Francis Fitzgerald. Xin mời quý vị lắng nghe. Nhân vật thứ bảy, tiến sĩ người Mỹ, cựu sĩ quan Bộ Quốc phòng Lầu Năm Góc là Daniel Ellsberg. Trong cuốn Secret, A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers, nhà xuất bản Viking năm 2002, trang 255. Không làm gì có chiến tranh Đông Dương thứ nhất và thứ nhì. Chỉ có một cuộc xung đột nối tiếp trong một phần tư thế kỷ, dùng ngôn từ thực tế, đứng về một phía Mỹ ngay từ đầu đã là một cuộc chiến của Mỹ, mới đầu là Pháp-Mỹ trong giai đoạn 1945 đến năm 1954, sau đến toàn là Mỹ thì năm 1954 đến năm 1975. Trong cả hai trường hợp, nó là một cuộc đấu tranh của người Việt Nam. Không phải là tất cả người Việt Nam nhưng cũng đủ để duy trì một cuộc đấu tranh chống chính sách của Mỹ và những kiên viện, ủy nhiệm, kỹ thuật gia, hỏa lực và cuối cùng quân đội và phi công của Mỹ. Cuộc chiến đó không có gì là nội chiến. Sau năm 1956 hay là 1960, như nó đã không từng là nội chiến trong cuộc tái chiếm thuộc địa của Pháp được Mỹ ủng hộ. Một cuộc chiến mà trong đó một phía hoàn toàn được trang bị và trả lương bởi một quyền lực ngoại quốc, một quyền lực nắm quyền quyết định về bản chất của chế độ địa phương vì những quyền lợi của mình, thì không phải là một cuộc nội chiến. Bảo rằng chúng ta xía vào cái gọi là đích thực là một cuộc nội chiến, như hầu hết các tác giả Mỹ và ngay cả những người có khuynh hướng tự do chỉ trích cuộc chiến cho rằng như vậy cho đến ngày nay, đơn giản chỉ là che giấu một sự thực đau lòng hơn và cũng chỉ là một huyền thoại, như là luận điệu chính thức về một cuộc xâm lăng từ miền Bắc chẳng hạn. Theo tinh thần hiến chương Liên Hiệp Quốc và theo những lý tưởng mà chúng ta công khai thừa nhận, đó là một cuộc ngoại xâm, sự xâm lăng của Mỹ, đóng ngoặc, hết. Tại sao Daniel Ellsberg lại có thể viết như vậy? Vì Ellsberg là viên chức trong chính quyền Mỹ, đã từng đọc được những tài liệu mật nhất của Mỹ và biết rõ nhất về thực chất cuộc chiến ở Việt Nam. Chính ông là người đã tiết lộ tài liệu Lầu Năm Góc và ông viết đoạn trên năm 2002, chứ không phải là trong thời kỳ chống chiến tranh xâm lược sôi nổi trên đất Mỹ. Nếu chúng ta đã đọc một số những sách viết về chiến tranh Việt Nam sau năm 1975 của các học giả và cựu quân nhân Mỹ, thì chúng ta sẽ thấy rằng đa số đồng ý với Daniel Ellsberg về điểm này. Sau đây là một tài liệu khác về bản chất của cuộc chiến ở Việt Nam cách đây trên 30 năm. Trong cuốn Chiến tranh Việt Nam và Văn hóa Mỹ, John Carlo Rowe và Rick Berg đã trích lại lời của tiến sĩ Noam Chomsky với vài chú thích, ghi nhận và ý kiến riêng, trang 28 đến 29. Cho tới năm 1982, sau nhiều năm tuyên truyền liên tục mà hầu như không có tiếng nói chống đối nào được phép đến với đại chúng, trên 70% dân chúng vẫn coi cuộc chiến ở Việt Nam căn bản là sai lầm và phi đạo đức, chứ không phải chỉ là một lỗi lầm. Tưởng cũng nên nhớ lại vài sự kiện Mỹ đã dính sâu vào nỗ lực của Pháp để tái chiếm thuộc địa cũ của họ, biết rằng kẻ thù là phong trào quốc gia của Việt Nam. Tới đây là ông ấy lặp lại những cái gì mà giáo sư Noam Chomsky đã đăng, mà chúng tôi đã đọc ở trên. Xin lướt qua tới nhân vật số 9, giáo sư Mortimer Cohen.
Ông đã châm biếm trong cuốn From Prologue to Epilogue in Vietnam, xuất bản năm 1979, như sau. Nhưng Eisenhower nói rằng, trong một cuộc bầu cử tự do, 80% dân chúng sẽ bầu cho Hồ Chí Minh thay vì Bảo Đại. Diệm có gì hơn Bảo Đại không? Làm sao mà khá hơn? Không một người nào ở Việt Nam có thể thắng Hồ Chí Minh trong cuộc tổng tuyển cử tự do. Ông ta là George Washington của nước Việt Nam. Giáo sư Brown gọi ông ta là một kẻ phản bội, nhưng trong 15 năm từ năm 1954 đến khi ông ta chết vào tháng 9 năm 1969, cái tên phản bội này sẽ thắng bất cứ ứng cử viên nào khác. Các ông không thể đánh bại một người có tên tuổi bằng một người không tên tuổi. Nhiều sử gia lý luận như các luật sư hay giáo sư đại học nhấn mạnh là vì Việt Nam Cộng Hòa không ký Hiệp định Geneva về Đông Dương, cho nên không có bổn phận phải hợp tác trong việc tổ chức bầu cử để thống nhất đất nước. Điều này giống như một tên hiếp dâm bảo nạn nhân là cô ta đã làm hư hại xe của hắn. Chuyện làm hư hại xe chẳng liên hệ gì đến chuyện hiếp dâm. Lý do mà hắn hãm hiếp là vì hắn muốn làm tình. Lý do Diệm không muốn có cuộc tổng tuyển cử là vì ông ta nghĩ rằng mình sẽ thua. Đóng ngoặc. Trong giai đoạn đấu tranh giằng co với Việt Nam trong hội nghị Paris, khi Tổng thống Ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu van xin cho mình khỏi phải ký tên vào Hiệp định Paris về Việt Nam vì ông ta bảo rằng đây là hiệp định bán đứng miền Nam cho Cộng sản, thì có một lần Nixon đã nói với Kissinger rằng không thể để cho cái đuôi con chó phản lại cái đầu con chó được. Và sau đó Thiệu vẫn phải nhịn nhục ký vào Hiệp định Paris về Việt Nam và biết dù không ký thì ông ta vẫn sẽ bị gạt ra và hiệp định vẫn sẽ được thực thi như bình thường. Thậm chí ông ta có thể bị gì đó. Gương Ngô Đình Diệm sờ sờ trước mặt. Theo tiến sĩ kinh tế Nguyễn Tiến Hưng, cựu tổng trưởng kế hoạch và phát triển của Ngụy quyền Sài Gòn, giáo sư Đại học Harvard tại Mỹ, trong cuốn Hồ sơ mật Dinh Độc lập xuất bản năm 1986, thì trong thời điểm đó Mỹ đã nhiều lần gửi thư yêu cầu, bắt buộc và đe dọa, thậm chí đe dọa tính mạng, Thiệu phải ký vào hiệp định. Tiếp theo đây là những nhân vật khác. Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, cựu phụ tá Tổng tham mưu trưởng quân Ngụy Sài Gòn, là một trong số 16 nhân vật lãnh đạo chức lớn nhất trong chế độ Ngụy quyền còn ở lại khi Sài Gòn được giải phóng tháng 4 năm 1975. Trả lời phóng viên của đài BBC Việt ngữ như sau. Pháp đã ở Việt Nam 100 năm. Pháp đi sau Hiệp định Geneva thì Mỹ lại nhảy vô. Tôi nói thật, trong tất cả các đời Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, ai mà Mỹ không ưa thì người ấy bị hất đổ ngay. Ở miền Nam này đã xảy ra không biết bao nhiêu cuộc đảo chánh, mười mấy lần chứ có ít đâu. Tụi tôi trong quân đội học ở Mỹ, học tiếng Mỹ, đi thăm Mỹ đủ hết. Rồi tụi tôi cũng có nhiều bạn Mỹ rất tốt bụng, nhưng với Mỹ thì tôi vẫn không có bằng lòng. Thậm chí lần đi thăm đại bản doanh Cục Tình báo Trung ương CIA bên đó, thấy sợ hơn là thấy thích. Người Mỹ, họ có đường lối của họ, đó là phải nắm chỉ huy ở miền Nam này. Họ chỉ huy trong mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế tới ngoại giao, Mỹ nắm hết. Rồi chính Mỹ đã bỏ miền Nam Việt Nam. Đóng ngoặc. Đây là hết đại trích của chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh. Còn Lý Tống, cựu phi công không quân từng ngồi tù Cộng sản nhiều lần, là một người chống cộng cực đoan. Khi trả lời phỏng vấn trong diễn đàn X Cà Phê, ông đã thú nhận. Chẳng hạn như Việt Nam Cộng Hòa trước đây, cũng vì lệ thuộc vào Mỹ nên cuối cùng nó cho chết lúc nào thì chết. Đúng không ạ? Rồi tác giả Michael McLear trong quyển sách Việt Nam The 10,000 Day War xuất bản năm 1982 đã ghi nhận một số câu nói của Tổng thống Ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu như sau. Mở ngoặc, nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm, mà chỉ là sau 3 tiếng đồng hồ chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập. Đóng ngoặc. Một trích đoạn khác, Mỹ còn viện trợ thì chúng tôi còn chống cộng. Đóng ngoặc. Một trích đoạn khác nữa, tôi chỉ là một tổng thống nghị gật. Đóng ngoặc. Và trích đoạn của
Cựu phó tổng thống ủy quyền Nguyễn Cao Kỳ trả lời trong cuộc phỏng vấn báo Thanh Niên số Xuân Ất Dậu năm 2005 đã thẳng thắn thừa nhận rằng ông Mỹ lúc nào cũng đứng ra làm kép chính, chúng tôi không có quyền lực và vai trò gì quan trọng. Vì vậy nhiều người cho đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ và chúng tôi chỉ là những kẻ đánh thuê. Đóng ngoặc. Còn đây, trích đoạn bài viết Một bí ẩn cần tiết lộ trong chuyện bức tử miền Nam năm 1975 của tác giả Trần Viết Đại Hưng, một cựu sĩ quan ngụy quân và đang hoạt động chống cộng ở Lawndale, Mỹ. Cái này là nói từ năm 2013 cơ, thành ra tới nay có thể là khác. Trong thời chiến tranh Việt Nam, báo chí Mỹ phanh phui là Thiệu cùng với đàn em là Trung tướng Đặng Văn Quang đã buôn bán bạch phiến làm giàu. Thứ trùm ma túy như Thiệu thì làm gì mà có chuyện yêu nước thương dân. Gặp thời loạn lạc, làm cai thầu chống cộng, Thiệu chỉ có một việc duy nhất là vơ vét cho đầy túi tham mà thôi. Đến khi quốc gia hưng vong thì lòi ngay ra cái bản chất ti tiện hèn nhát. Đúng là có trái nhà mới lòi ra mặt chuột Nguyễn Văn Thiệu. Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ cũng chẳng có gì khá hơn. Trong cuốn hồi ký Việt Nam máu lửa quê hương tôi của cựu thiếu tướng Đỗ Mậu đã chỉ ra rằng ông Kỳ và bà chị ruột là Nguyễn Thị Lý đã buôn lậu thuốc phiện từ Lào về bán. Đúng là hai gương mặt cai thầu chống cộng do Mỹ dựng lên là Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ chẳng có tay nào sáng sủa, toàn thứ buôn lậu ma túy. Phải đợi đến những ngày cuối tháng 4 năm 1975 mới thấy rõ tư cách hèn kém của hai tay này. Bỏ quân leo phi cơ mà chạy, không một chút liêm sĩ và danh dự của người lãnh đạo. Thiệu và Kỳ sẽ còn bám vào quyền lực nếu ngày nào còn viện trợ của Mỹ mà thôi. Công tâm mà nói, đúng ra vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975, Nguyễn Cao Kỳ tính làm một cuộc đảo chánh chính phủ Dương Văn Minh mới thành lập để đối đầu với Bắc quân. Dĩ nhiên là người Mỹ biết chuyện đó và trùm CIA ở Sài Gòn lúc đó là ông Polgar đã cảnh cáo Kỳ là không được lộn xộn. Kỳ nghe như thế thì ríu ríu vâng lời vì đã nhiều năm làm việc với người Mỹ. Kỳ hiểu rằng nếu cứng đầu bướng bỉnh cãi lại thì chỉ có mang họa vào thân. Trước đây khi ép buộc Tổng thống Thiệu ký Hiệp định Paris về Việt Nam vào tháng Giêng năm 1973, Tổng thống Nixon cũng gửi nhiều bức thư cho Thiệu, cảnh cáo Thiệu là nên nghe lời Mỹ mà ký, chứ nếu không thì sẽ chịu số phận thê thảm của Tổng thống Diệm. Những lời hù dọa này đã có kết quả là Nguyễn Văn Thiệu đồng ý ký vào Hiệp định Paris về Việt Nam, dù bản thân Thiệu cũng biết đây là hiệp định bán đứng miền Nam cho Cộng sản. Trùm xỉa Polgar không muốn Kỳ đảo chánh để đối đầu với Bắc quân vì làm như thế là cản trở chuyện giật sập Việt Nam Cộng Hòa của Mỹ, thế thôi. Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu chống cộng trong suốt 21 năm, miền Nam được sự bảo trợ kinh tế và quân sự của Mỹ. Tiếc rằng Mỹ không đóng vai trò một đồng minh tin cẩn, nhiệt thành, mà Mỹ là hiện thân của một ông chủ thô bạo, tiền hậu bất nhất, để rồi mới đưa đến thảm kịch 30 tháng 4. Mỹ thất bại với Việt Cộng là vì đánh giá quá thấp khả năng chiến đấu của Việt Cộng, đã không làm tròn vai trò đồng minh với Việt Nam Cộng Hòa mà chỉ độc đoán điều hành, sắp đặt mọi việc. Người lính Mỹ mắt xanh mũi lõ, có mặt trên đất nước Việt Nam cũng không khác gì hình ảnh của lính Pháp viễn chinh ngày xưa. Thêm vào đó, Mỹ không muốn tìm một người lãnh đạo quốc gia có tư cách để cùng chống cộng, vì những người này đôi khi xung khắc với đường lối của Mỹ. Cho nên, Mỹ chỉ muốn tìm tay sai để sai bảo cho dễ, và những tên tay sai thì thường mất tư cách, tham nhũng, làm suy yếu tiềm năng chống cộng. Viện trợ của Mỹ trước đây đổ vô miền Nam như đổ vô cái thùng không đáy. Vì tệ nạn tham nhũng mà đứng đầu là vua tham nhũng Nguyễn Văn Thiệu. Thượng bất chánh thì hạ tắc loạn. Toàn dân Việt Nam trở thành những ổ tham nhũng khắp mọi ngành, làm tiêu hao sinh lực trong công cuộc chống cộng sản. Phó Tổng thống Trần Văn Hương hồi đó cũng đã than thở về chuyện tham nhũng một cách cay đắng là việc hết tham nhũng thì lấy ai mà ra làm việc. Đóng ngoặc. Cựu Thủ tướng Ngụy Đỗ Mậu cũng nói Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Cao Kỳ và chị ruột là Nguyễn Thị Lý buôn lậu thuốc phiện từ Lào về bán bị CIA Mỹ chụp hình được.
Cựu sĩ quan Ngụy Đặng Văn Nhâm thì nói: tướng trưởng và các đồng đội của tôi, ai được chụp hình với lính Mỹ thì rất là hãnh diện, lên mặt. Cựu sĩ quan Ngụy Trần Văn Đôn: miền Nam không có ra gì cả, rối rắm lắm. Hai ông Thiệu Kỳ thì do Mỹ dựng lên. Đóng mặt. Đó là những cái trích đoạn ngắn trong cái bài của Trần Viết Đại Hưng. Bây giờ là nhân vật khác cũng từ phía thua cuộc, tác giả James Stuart Olson, trong quyển Historical Dictionary of the 1970 xuất bản năm 1999, nhà xuất bản Greenwood Press, trang 350. Mở ngoặc: tuy nhiên, lực lượng hoạt động đằng sau chiến tranh Việt Nam lại là một phong trào dân tộc mãnh liệt do Hồ Chí Minh lãnh đạo. Phong trào đã đánh bại Pháp trong trận Điện Biên Phủ năm 1954 và phá tan đế quốc Pháp ở Đông Dương. Người Việt đã chiến đấu 2.000 năm chống ngoại xâm, trong đó có Trung Quốc, Nhật và Pháp, và đa số người Việt coi người Mỹ đơn giản chỉ là sự hiện diện mới nhất của giặc ngoại xâm trên quốc gia của họ. Đóng ngoặc. Tác giả khác là Michael Beebe, trong tư liệu The Vietnam War and Postmodernity, nhà xuất bản Đại học Massachusetts năm 2000, trang 202. Chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến tranh du kích được thực hiện trong một phong trào giải phóng dân tộc với sự hỗ trợ của đa số các công dân Việt Nam, do chủ nghĩa dân tộc mạnh mẽ tạo bởi các cuộc đấu tranh như vậy. Khó có thể đánh bại được các phong trào này. Đúng không ạ? Còn trong tác phẩm History Study Guide The Vietnam War, thì nhà xuất bản Barnes and Noble nói: Mỹ đã thất bại trong cuộc chiến tại Việt Nam phần lớn là do quyết tâm của Việt Cộng và sự ủng hộ rộng rãi của người dân Nam Việt Nam đối với họ. Đúng không ạ? Nhân vật số 18, tác giả Francis Fitzgerald, trong quyển Fire in the Lake, The Vietnamese and the Americans in Vietnam, nhà xuất bản Vintage Books, xuất bản năm 1972. Mở ngoặc: chiến thắng của họ, tức là mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, đóng ngoặc, là chiến thắng của dân tộc Việt Nam, người Bắc cũng như người Nam, khác xa với một cuộc nội chiến. Cuộc đấu tranh của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam là một sự khẳng định nguyên tắc thống nhất dân tộc mà chính quyền Sài Gòn đã tuyên bố ủng hộ và phản bội. Đúng không ạ? Trích đoạn số 18, cựu thiếu tướng Ngụy Quân, phó thủ tướng Ngụy Quyền, Đỗ Mậu. Người vẽ ra lá cờ vàng ba sọc đỏ là linh mục dòng tên Trần Hữu Thanh. Người chấp nhận là quốc trưởng Bảo Đại, ông ta là con nuôi của khâm sứ người Pháp Jean Charles. Tóm lại, đó là những quan điểm khác nhau của nhiều tầng lớp, phe phái, chiến tuyến, màu sắc khác nhau. Từ những cuốn sách, những tài liệu khác nhau, từ thời điểm khác nhau, có nguồn trong thời chiến, có nguồn sau thời chiến, có những nguồn nghiên cứu mới đây nhất, cũng đều nói lên cái bản chất của cuộc kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam. Ai là chính nghĩa? Ai là phi nghĩa? Ai là tự vệ? Ai là xâm lược? Ai là nạn nhân? Ai là giặc? Ai là ngụy? Ai là bán nước? Vân vân. Chẳng liên quan gì tới chuyện kết quả thắng thua, hay là lý lẽ của kẻ thắng, hay là thắng làm vua, thua làm giặc cả. Không phải chỉ có người Cộng sản, người Việt Nam, người trong cuộc chiến nói vậy, mà những người ngoài cuộc chiến và những người chống cộng, những người thuộc ngụy quyền cũ cũng có quan điểm tương tự. Như vậy là người không chiến thắng, những người khách quan bên ngoài và những người không liên quan tới Cộng sản, không liên quan tới Việt Nam cũng có quan điểm như thế. Họ cũng không liên quan gì tới ban tuyên giáo hay là ban biên tập sách giáo khoa hay là các nhà sử học, các viện sử học tại Việt Nam gì cả. Tới đây xin tạm ngưng và xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 3. Tác giả sẽ đi vào bình luận vấn đề đại đoàn kết dân tộc. Dạ, kính chào quý vị.